Chào mừng anh chị trở lại với cái video review lại thị trường trong phiên giao dịch tuần vừa qua. Thì trong phiên giao dịch tuần vừa qua, chỉ số chỉ số VN Index gần như là biến động trong một biên độ khá là hẹp. Đặc biệt là có phiên giao dịch ngày 21 tháng 9, tức là cái phiên giao dịch thứ ba tuần này, là cái thị phiên mà có cái thông tin ảnh hưởng từ từ chứng khoán thế giới, khiến cho thị trường chứng khoán Việt Nam cũng bị ảnh hưởng khá khá mạnh trong phiên giao dịch đó, và đã có thời điểm chỉ số đã quay lại test lại cái vùng 1.330 1.340 điểm và bật tăng trở lại. Phiên giao dịch cuối tuần cũng không có nhiều khác biệt so với phiên giao dịch ngày thứ năm tuần vừa rồi, khi mà thị trường mở cửa khá là tích cực. Tuy nhiên thì cái sang phiên buổi chiều từ 14 giờ chiều thì cái lực bán xuất hiện, khiến cho chỉ số giảm ngược trở lại. Khối lượng giao dịch của các phiên thứ sáu tuần vừa rồi sụt giảm khá nhiều so với các phiên trước đó, đặc biệt là so với phiên thứ năm. Phiên thứ năm là cái phiên mà lực bán chốt lời mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, các cổ phiếu penny, khiến cho cái khối lượng giao dịch của phiên dịch này về thứ năm tăng khá mạnh. Nhìn chung thị trường thì vẫn đang giao dịch trong một cái biên độ khá hẹp, từ mức 1.330 điểm đến 1.360 điểm, và cái dòng tiền của thị trường hiện tại cũng cũng không thực sự được cải thiện tốt ở trong tuần vừa rồi. Thì điều này khiến cho là thị trường nhiều khả năng trong tuần sắp tới cũng sẽ tiếp tục dao động trong một cái biên độ từ 1.330 1.360 điểm. Điều này cũng hợp lý ở khi mà yếu tố ở thời điểm hiện tại thì yếu tố về hỗ trợ về mặt thông tin thì cũng không không thực sự là có nhiều. Do đó thì thị trường khả năng sẽ tiếp tục sideways trong biên độ hẹp, và cái câu chuyện của cái cổ phiếu nó sẽ quan trọng hơn cái việc chúng ta nhìn vào thị trường chung. Thế thì câu hỏi là tuần sau những cổ phiếu nào khả năng sẽ thu hút được dòng tiền và có cái sự tích cực trong tuần tới, thì chúng ta sẽ cùng đi review vào một số cái cổ phiếu mà có tín hiệu tích cực trong trong tuần tới. Thứ nhất, về nhóm cổ phiếu bất động sản, chúng ta thấy là cổ phiếu HDC, cổ phiếu trong tuần vừa qua, cổ phiếu đã có một cái phiên vượt cái vùng kháng cự trước đó, đâu đó quanh vùng 68, khá tốt, với một cái nến vượt tăng trần và khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh. Và sau đó thì cổ phiếu đã điều chỉnh trở lại, khối lượng giao dịch cũng khá là thấp. Do đó thì cái đà tăng của cổ phiếu này trong thời gian tới nó sẽ vẫn còn. Do đó thì anh chị nào đã nắm giữ cổ phiếu này, chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ. Cổ phiếu Hado là một cổ phiếu sau khi chạm cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó quanh vùng giá 60 thì cổ phiếu đã điều chỉnh lại như kỳ vọng về vùng vùng hỗ trợ 5758. Do đó đặc biệt là khối lượng của vài phiên điều chỉnh rất thấp, cho thấy rằng cái kỳ vọng vào việc cổ phiếu vượt qua cái đỉnh ngắn hạn quanh 60 thì vẫn còn nguyên. Do đó thì trong tuần tới chúng ta sẽ quan sát cái vùng giá 5758, xem cái giá cổ phiếu phản ứng như thế nào vùng giá này, và chúng ta sẽ chờ một cái cây nến tăng giá xác nhận ở vùng hiện tại để chúng ta mua vào đối với cổ phiếu Hado. Cổ phiếu khác trong nhóm này là cổ phiếu Nam Long. Nam Long là một cổ phiếu mà đã test lại cái đỉnh ngắn hạn, tuy nhiên thì sau đó cổ phiếu bị bán ngược trở lại khá mạnh, từ vùng giá 46 về điều chỉnh về lại vùng giá 42. Nhìn vào Nam Long thì anh chị sẽ thấy rằng là thứ nhất, cổ phiếu đang có một cái vùng hỗ trợ rất quan trọng quanh 41.5 đến 42. Tại sao lại thế? Bởi vì cái vùng này là cái vùng trước đó là đã là cái đỉnh mà cổ phiếu vượt qua, và bây giờ quay trở lại quy test lại. Cái thứ hai, chúng ta thấy rằng là cổ phiếu Nam Long trong lịch sử cổ phiếu này rất tôn trọng cái ngưỡng trung bình động 50 phiên, và để đều chạm vào đây và bật tăng trở lại. Thì ở thời điểm hiện tại tại vùng 42 này là hội tụ của thứ nhất là đường hỗ trợ nằm ngang, và thứ hai đường trung bình động 50 phiên. Do đó thì hoàn toàn có kỳ vọng cổ phiếu nó sẽ bật tăng trở lại vùng giá này. Đặc biệt chúng ta thấy hai phiên mà có cái nến rút chân rất mạnh, cho thấy rằng là cái lực cầu rất tốt ở cái vùng giá hỗ trợ này, và chúng ta càng tự tin rằng là nhiều khả năng thị trường nó sẽ nhiều khả năng cổ phiếu này nó sẽ có cái sự phản ứng tích cực ở cái vùng hỗ trợ này. Và tất nhiên chúng ta sẽ phải chờ chờ một cây nến tăng giá xác nhận ở vùng giá hiện tại, kèm theo đó khối lượng giao dịch gia tăng, thì đó sẽ là cơ hội chúng ta mua vào cổ phiếu này.
và chúng ta sẽ kỳ vọng những cái cổ phiếu này nó tăng lại cái vùng giá trước đó, nó quanh vùng giá 4,5 đến 4,6 là cái đỉnh trước đó, và nếu có rủi ro thì cái vùng cắt lỗ của chúng ta nó sẽ khá là nhỏ ở dưới này đó, thì đó là một cơ hội cũng khá là đáng quan tâm. Hay là cổ phiếu Khang Điền, thì Khang Điền cũng đang giao dịch ở vùng đỉnh ngắn hạn trước đó, cái cây nến vượt cái vùng trước cũng là một cây nến khá tiếp tục, khi mà cái tăng là hơn 3% gần 4%, khối lượng giao dịch cũng có gia tăng, thì vài phiên ở đây cổ phiếu điều chỉnh trở lại, và đặc biệt là cây nến này, cây nến mà chúng ta thấy có một cái bước trên nến nó khá là dài, và nó tiếp tục cho thấy rằng là cái lực bán xuất hiện ở cái vùng 43 này nó khá là mạnh, nó khiến cho cổ phiếu nó giảm ngược trở lại vùng 42. Sau đó đây chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta theo dõi cái diễn biến cổ phiếu này trong trong phiên giao dịch tuần tới, xem có cái điểm mua cổ phiếu này hay không. Một vài cổ phiếu mình nhóm xuất khẩu, ví dụ như PTB, thì PTB có một cái phiên là vượt cái đỉnh ngắn hạn trước đó quanh 105 và một cái nến vượt rất là tốt, khối lượng giao dịch có, và hiện tại thì cổ phiếu đang điều chỉnh lại, khối lượng giao dịch cũng khá là thấp. Sau đó chúng ta có thể kỳ vọng cổ phiếu nó có một cái phản ứng giá tại vùng hỗ trợ quanh 105 này, và chúng ta sẽ chờ một tín hiệu xác nhận ở đây để chúng ta mua vào cổ phiếu này. Zin, cổ phiếu xuất nhập khẩu Bình Thạnh. Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thì cổ phiếu đã sau khi mà vượt cái vùng đỉnh ngắn hạn và cái nến tăng mạnh này, thì cổ phiếu đang điều chỉnh trở lại. Nhìn chung trong tuần vừa rồi, cái nhóm cổ phiếu về nhựa dệt may như TNG, VGT thì cũng bị chốt lời khá mạnh, và Zin thì cũng không nằm ngoài cái xu hướng đó. Tuy nhiên thì cái trạng thái của cổ phiếu này nó vẫn đang là rất tích cực, khi mà cổ phiếu đã vượt đỉnh và đang quay trở lại, quá trình đang 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 test lại cái vùng này, và chúng ta sẽ quan sát cái diễn biến giá của cổ phiếu này trong vùng hỗ trợ này trong tuần tới để xem là có một cái điểm mua cho cổ phiếu này không. Về ngành thép thì chúng ta có Hoa Sen. Hoa Sen vẫn đang giao dịch ở trên cái vùng đỉnh, và đây là một cổ phiếu vẫn tiếp tục duy trì được cái tín hiệu tích cực trong trong cái tuần vừa rồi. Ba cái phiên cổ phiếu giảm điểm tuần vừa qua thì khối lượng nó khá là thấp so với một cái phiên tăng. Sau đó chúng ta có thể tiếp tục kỳ vọng là cổ phiếu nó sẽ quay lại test lại cái vùng này, đâu đó quanh vùng giá 43 đến 44 ấy, thì nó sẽ là cái vùng mà chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào ở vùng giá này. Hòa Phát thì trạng thái không được tích cực như Hoa Sen, nếu chúng ta vẫn đang chờ đợi cái video trước đó thì Hòa Phát chưa vượt cái trước đó quanh 156, và hiện tại cổ phiếu đang giao dịch quanh cái vùng giá 50, khi mà hai lần test cái vùng 52 và đều giảm ngược trở lại. Do đó Hòa Phát chúng ta hoàn toàn cân nhắc quanh cái vùng giá 50 này trong các phiên giao dịch tuần tới, xem là phiếu có giữ được vùng giá này hay không, chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào. Nam Kim thì đang là cổ phiếu tích cực nhất trong 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 nhóm cổ phiếu thép, khi và cổ phiếu này đã vượt đỉnh và vẫn đang duy trì cái tín hiệu khá tích cực. Thì ở cổ phiếu này chúng ta tiếp tục chúng ta chờ tín hiệu mà nó tạo một cái nền giá tốt để chúng ta mua vào cổ phiếu này thôi. Về cổ nhóm cổ phiếu trụ thì chúng ta có là Vinamilk. Vinamilk trong cái tuần vừa rồi cái tín hiệu rất khá là tích cực, thì chúng ta nhìn thấy khối lượng giao dịch đang có sự gia tăng trở lại, đặc biệt là cái phiên thứ tư tuần trước khi mà cổ phiếu này tăng 3%, khối lượng giao dịch tăng rất là mạnh. Và hiện tại thứ năm thứ sáu hai cổ phiếu đang điều chỉnh, khối lượng giao dịch rất là thấp, và việc mà cổ phiếu điều chỉnh ở cái vùng đỉnh trước đó là quanh vùng 92 này thì nó cũng là điều dễ hiểu. Sau đó chúng ta có thể quan sát cái quá trình điều chỉnh tiếp theo của Vinamilk để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào cổ phiếu này. Chúng ta sẽ kỳ vọng nó vượt khỏi vùng giá này và nó bắt tăng trở lại, thì đó là Vinamilk. Vietjet thì trong tuần vừa rồi có một cái tín hiệu rất tốt, khi mà cổ phiếu đã test lại cái vùng hỗ trợ đây và bật tăng trở lại, cái nền tăng ngày thứ sáu khá là thuyết phục, khối lượng giao dịch lớn, thì Vietjet này hoàn toàn có thể kỳ vọng nó tăng trở lại cái vùng giá cao hơn quanh vùng giá 136 38, cái đỉnh trước đó của cổ phiếu này. Do đó nếu mà anh chị nào chưa mua cổ phiếu Vietjet thì hoàn toàn có thể cân nhắc trong tuần sau, nếu mà cổ phiếu này nó giao dịch quanh cái vùng 124 125 thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua được cổ phiếu này. Nhóm cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta đang có VP Bank, khi mà VP đã thiết lập được cái đỉnh trên cao vượt khỏi vùng giá 66 67 này, thì hiện tại chúng ta sẽ quan sát cái diễn biến ở cái vùng giá này, coi như cổ phiếu đang test lại vùng giá 67 này, và chúng ta sẽ chờ một cái nến nó xác nhận đấy, chúng ta tham gia đối với cổ phiếu VP. Trong nhóm ngân hàng hiện tại thì chỉ có mỗi VP Bank là cái tín hiệu nó tích cực thôi. Tiên Phong Bank thì
đã tích cực rồi, tuy nhiên thì không còn một điểm mua trong ngắn hạn cho cổ phiếu này nữa. Ở đó thì chúng ta chỉ cần chọn cái cổ phiếu mà chúng ta có thể quản trị được rủi ro ở thời điểm hiện tại là VP thôi. Ngoài ra có một số vài dịch cổ phiếu mà cũng cũng có tín hiệu tích cực mà chúng ta có thể cân nhắc trong trong tuần tới, đó là cổ phiếu công trình Viettel. Công trình Viettel chị thấy là khi mà đã cho một phản ứng giá rất tốt ở cái vùng đỉnh trước đó, đây cái vùng quanh vùng 78-80, và cổ phiếu đã test thành công vùng giá này và đã tăng trở lại. Do đó thì chúng ta có thể cân nhắc cái cổ phiếu công trình Viettel này trong cái phiên giao dịch tuần tới, chúng ta tìm cái điểm mua cho cổ phiếu này. Khối lượng giao dịch gần phiên mấy phiên trở lại gần đây khá là tốt đó, thì đó là một cái tín hiệu cũng tích cực của cổ phiếu này. Cổ phiếu BMI, BMI thì trong cái tuần vừa rồi là một cái tuần mà cũng tăng khá tốt của cổ phiếu nhóm bảo hiểm. Khối lượng giao dịch của hai cái phiên tăng này cũng 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 rất tích cực. Cổ phiếu sau đó là cổ phiếu hai có hai phiên điều chỉnh, chúng ta có thể chờ những cái phiên điều chỉnh sắp tới của cổ phiếu này là quanh cái vùng giá 38-39 này, xem là có một cái điểm điểm tốt để chúng ta có thể cân nhắc và mua vào cái này không. SSC, SSC thì sau khi vượt được cái vùng vùng đỉnh này, vùng đỉnh quanh 48 này, cổ phiếu đã có một cái phiên quay về điều chỉnh lại. Chúng ta sẽ quan sát ở cái vùng giá bụng quanh 48 này, trong khi sắp tới thì chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào cái này nếu mà nó test thành công này và tăng trở lại. Hay là cổ phiếu VGI, VGI thì sau khi chạm cái vùng đỉnh trước đó quanh 36 thì cổ phiếu đang điều chỉnh trở lại, và nó chúng ta sẽ kỳ vọng nó đang có một vùng hỗ trợ quanh cái vùng 33.5 đến 34. Chúng ta sẽ quan sát cái diễn biến vùng giá này như thế nào, chúng ta cân nhắc chúng ta mở thế mua. Và chúng ta khi mà mua ở đây chúng ta tất nhiên chúng ta sẽ kỳ vọng nó vượt cái trên đỉnh này và trở về những cái vùng giá cao hơn quanh vùng giá 40 đến 44, thì đây là một cơ hội cũng khá là tốt khi mà nó hình thành được một cái cấu trúc tăng giá mới rồi. Đó thì đó là một cái cổ phiếu mà chúng ta có thể cân nhắc trong tuần tới. Về nhóm cổ phiếu chứng khoán thì đại đa số các nhóm cổ phiếu này đều đang trong quá trình sideways và cũng chưa có một cái tín hiệu đủ tích cực ở nhóm này trong tuần tới, do đó thì nhiều khả năng nhóm này cũng sẽ vẫn tiếp tục sideways và chúng ta tạm thời chúng ta sẽ chưa chưa vội quan tâm cổ phiếu này. Và trong nhóm chứng khoán chúng ta chỉ có VND và VCI, hai cổ phiếu mà còn nguyên cái đà tích cực trong trong tuần vừa rồi. Chúng ta sẽ chờ những tín hiệu tích cực ở nhóm này chúng ta mua vào. Ok, tóm lại thì trong theo Linh thì trong tuần tới nhiều khả năng thị trường nó sẽ tiếp tục đi ngang trong một cái biên độ vùng quanh 1330 đến 1360 điểm. Khi mà cái dấu hiệu dòng tiền ngắn hạn nó vẫn chưa có cái sự cải tiến tích cực, đặc biệt là thị trường ở giai đoạn tuần vừa rồi nó thực sự không có nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt. Khi mà các nhóm trụ đều luân phiên, ví dụ như trong trong tuần vừa rồi nếu mà Maxan và các cổ phiếu khác lên thì nhóm VIX hoặc là Vietcombank hoặc nhóm ngân hàng lại điều chỉnh. Còn nếu mà dòng banh lên ý, thì Maxan lại điều chỉnh. Thì rõ ràng là cái dòng tiền thì hiện tại thị trường nó khá là yếu, do đó rất khó để có thể kỳ vọng thị trường nó đẩy đẩy lên một cách mạnh mẽ được. Do đó chúng ta sẽ chỉ tập trung vào câu chuyện riêng lẻ các cổ phiếu thôi. Tức là chúng ta sẽ tập trung vào những cổ phiếu mà đang có một cái đà tăng giá và đang có một cái vùng vùng tích lũy đủ tốt để chúng ta có thể mở mua mới trong tuần tới. Và những cái cơ hội mà Linh vừa chia sẻ với anh chị thì anh chị có thể cân nhắc trong tuần tới, chúng ta theo dõi những cái tín hiệu nó sát hơn để mình có thể mở cái tín hiệu mua nếu mà các điều đấy nó có sự xác nhận nó trở lại cái nhịp tăng mới. Cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video này và hẹn gặp lại anh chị trong cái video đầu tuần tới, thì mình sẽ cập nhật cái diễn biến thị trường nó rõ hơn. Cảm ơn anh chị.